Bạn đang nghe chương trình phát thanh trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của tuần này. Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, ít cười, dường như chẳng còn là mình nữa. Bởi vì ngoài 20, con người ta trưởng thành, phải gánh vác những trọng trách, phải mưu sinh để tồn tại. Ở cái tuổi 20 mấy, con người ta ít khi được ở bên gia đình, họ thèm được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng, nhưng điều đó thật khó. Ở cái tuổi 20 mấy, sống xa nhà, con người ta sống cũng đơn giản lắm. Một tách cà phê đen hay một bát mì nấu vội cũng đủ làm người ta ấm lòng. Ở cái tuổi 20 mấy, con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng. Đôi lúc, ở cái tuổi 20 mấy, người ta thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn, chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc. Bởi tuổi 20, người ta dễ đổ vỡ, dễ chia ly. Cũng có đôi lúc, ở cái tuổi 20 mấy, con người ta muốn được phiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng có điều gì ràng buộc, chẳng ai cản bước, bởi họ đã quá mỏi mệt. Cũng giống như một hòn sỏi phủ đầy rêu, một hôm nó rơi xuống một con suối, nó cứ ngỡ mình sẽ đắm chìm dưới dòng nước chảy xiết đến cuối đời. Nhưng nó luôn hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo. Và rồi dòng nước ấy đã kéo nó đi, nó trôi dài, va chạm với rất nhiều thứ, cho đến khi nó dừng lại và bàng hoàng. Nó cố mở cặp mắt thật to để nhìn xem nó đã trôi về đâu, và dòng nước kia đã đưa nó đến bến bờ mới. Nó nhìn lại bản thân mình, láng mịn đến một vết gồ ghề cũng không thấy, và nó hiểu ra rằng trong cuộc sống khó tránh khỏi sự va chạm, bởi vì có va chạm con người ta mới trưởng thành hơn. Ở cái tuổi 20 mấy, con người ta cần rất nhiều va chạm. Các thính giả của chương trình Blog Radio thân mến, các bạn vừa lắng nghe lá thư trong tuần. Lá thư được gửi từ thính giả Mr. Hoàng Bảo. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những xúc cảm của mình đến với chương trình Blog Radio. Và chương trình Blog Radio cũng tin rằng những dòng cảm xúc ở tuổi 20 này có lẽ cũng là xúc cảm chung của rất rất nhiều những thính giả đã lắng nghe, đã yêu mến chương trình Blog Radio. Và nhân đây, Chiết Sinh và nhóm thực hiện chương trình Blog Radio cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những thính giả đã yêu mến Blog Radio. Và chúng tôi cũng cảm nhận được rằng đã có rất nhiều thế hệ thính giả đã dành tuổi 20 của mình để lắng nghe Blog Radio mỗi tuần. Và những người thực hiện chương trình Blog Radio cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi đã được cùng các bạn trải qua tuổi 20, đã cùng các bạn lưu giữ những cung bậc xúc cảm của cuộc sống, của gia đình cũng như của tình yêu trong tuổi 20 này. Các bạn thân mến, rất nhiều thính giả của chương trình Blog Radio đã chia sẻ tâm sự rằng các bạn thường tìm tới chương trình Blog Radio mỗi khi tâm trạng cảm thấy có gì đó không vui, mỗi khi trong lòng cảm thấy cô đơn, cần một người lắng nghe hay cần có một sự chia sẻ. Chương trình Blog Radio rất vui và hãnh diện khi các bạn tìm tới Blog Radio giống như một người bạn ở bên bạn mỗi khi bạn cần. Và nếu như ngày hôm nay bạn cũng đang cảm thấy mỏi mệt trên con đường mà mình đã chọn, thì Blog Radio dành tặng bạn bài viết này giống như một sự sẻ chia, cũng như mang tới cho các bạn thêm những niềm hy vọng trên chặng đường mình đang tiếp bước. Ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì chúng ta cũng đã dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường mà ta đã chọn. Con đường còn rất dài, còn rất nhiều chông gai, nhưng ta vẫn phải kiên trì để đi đến đích của nó. Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư "Đừng bao giờ buông lơi cuộc đời này", được gửi từ thính giả Đinh Thị Thu Hà. Em mệt rồi, nhiều khi muốn buông đi tất cả mọi thứ để trái tim này có thể nhẹ dịu đi một chút. Những lo toan của cuộc sống làm em mệt,
Những lúc như thế, em lại ước gì được trở lại những ngày thơ bé. Cái thời vui chơi, hồn nhiên không lo âu, không vướng bận điều gì. Chẳng phải ngày xưa khi còn bé, cũng ao ước được làm người lớn. Bởi vì người lớn thì không phải học bài, không phải ngủ trưa và được đi chơi rất tự do. Và giờ đây, khi đã đủ để có thể coi là người lớn, lại muốn được trở về tuổi thơ. Người lớn giờ đây rất nhiều những lo lắng, những lo toan, rồi đôi khi những mỏi mệt khiến ai cũng như muốn buông lơi đi tất cả mọi thứ. Không còn những thích thú của người tự do, lại mơ về tuổi thơ, mơ về những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng làm sao được, mỗi người chỉ được thực hiện điều ước có một lần. Ngày xưa, ước từ trẻ con thành người lớn, giờ chẳng còn điều ước để được quay trở lại thành trẻ con. Em cũng chẳng thể vứt bỏ được hiện tại, và cuộc đời này không có điều ước cho bất cứ ai có thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Trẻ con, hạnh phúc giản đơn là được súng xính bộ quần áo bố mới mua, là nắm chặt cây kẹo mút mẹ mới cho và ngây thơ tưởng rằng tất cả đó chính là niềm vui thơ ấu. Lớn rồi mà mãi vẫn không hiểu được hai từ hạnh phúc. Tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng, niềm vui, một chút hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi. Lúc bé, chỉ cần được xin mẹ mua cho món đồ mà mình thích đã vui vẻ suốt cả tuần. Giờ đây, tự mình phải lo lắng những mối bận tâm khác mà quên đi cả những niềm vui nhỏ nhoi. Lớn rồi nên chẳng còn sống và suy nghĩ được như trẻ con dù rất muốn. Bởi vì lớn rồi nên nhận ra cuộc đời này nhiều thứ phải mang nặng, những sức nặng vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé, dù muốn buông cũng chẳng được. Cuộc đời này nặng lắm, không phải mọi thứ cứ muốn là được, cứ cố gắng là sẽ thành công. Cuộc đời này nhiều lúc cũng thật nhiều ràng buộc, không thể chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người thân yêu. Cuộc đời này có những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi, nhưng làm sao buông khi thời gian chẳng ngừng trôi và dòng đời chẳng ngừng lại. Đôi khi mệt mỏi muốn buông bỏ đi những gánh nặng vô hình trên đôi vai này, nhưng rồi cũng chẳng thể buông lơi được cuộc đời. Bạn thân mến, ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì chúng ta cũng đã dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường mà ta đã chọn. Con đường vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều chông gai, nhưng ta vẫn phải kiên trì để đi đến đích của nó. Bạn hãy nhớ nhé, cuộc đời này không chỉ sống cho mình mà ta còn sống vì những người mình yêu thương. Vì thế, hãy cứ mỉm cười mà bước đi. Đừng vì quá mỏi mệt mà buông đi những điều quý giá. Đừng buông lơi cuộc đời này bạn nhé, đừng bao giờ. Lá thư được gửi từ thính giả Đinh Thị Thu Hà. Các bạn thân mến, giữa những điều rất tốt đẹp của cuộc sống thì đôi khi cuộc sống cũng mang lại cho chúng ta những điều mà ta không mong muốn. Thế nhưng có va chạm thì con người ta mới có thể trưởng thành hơn, và thực sự thì cuộc sống của chúng ta cũng cần rất nhiều sự va chạm, không chỉ ở tuổi 20 mà dường như ở tuổi 20 những sự va chạm mới chỉ là bắt đầu để chúng ta có thể trưởng thành hơn và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, trong chương trình Blog Radio của tuần thứ 400 này có một thông điệp mà nhóm thực hiện chương trình rất muốn gửi tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Và đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà nhóm thực hiện Blog Radio muốn gửi tới các bạn qua từng số của chương trình. Đó là cuộc sống luôn là những món quà. Các bạn có tin điều đó không? Hãy cùng lắng nghe bài viết này nhé! Bạn đang trò chuyện cùng tôi tên là Cuộc Sống. Rất nhiều người hỏi rằng vì sao khi sinh ra bé không mỉm cười mà lại khóc òa. Bạn cũng có thể nghĩ đó là cảm xúc đầu tiên mà cuộc đời dành cho bạn, cảm xúc của niềm vui khi được hòa với không gian đất trời. Nước mắt không chỉ dành cho những nỗi buồn như bạn đã từng khóc, mà nước mắt đó còn là niềm hạnh phúc vỡ òa, cảm xúc nhiều cung bậc. Đó cũng là món quà ý nghĩa và lớn lao vô cùng mà tôi đã góp nhặt từng khoảnh khắc để dành tặng bạn. Bởi vì cuộc sống là những niềm vui, trong hộp quà cảm xúc mà cuộc sống dành cho bạn, niềm vui cũng rất nhiều. Từng ấy năm trôi qua với bao nhiêu niềm vui, có thể nó không đủ để bạn giải nó đi khắp thế gian, nhưng cũng sẽ không ít đến mức
bạn chỉ có thể ôm khư khư nó một mình. Bởi niềm vui ấy, cuộc sống không thể nhào nặn. Đó là bởi rất nhiều người bạn tạo ra nó cùng tôi. Đó là niềm vui cùng bố tát nước giúp mẹ, cười khanh khách khi từng khâu nước được đổ vào ruộng mạ. Là ánh mắt nheo lại vì cười tít khi ruộng lúa đã lang láng nước. Đó là niềm vui khi cùng bố mẹ nhổ cỏ trên ruộng hành. Mẹ khen con gái mẹ giỏi, dù chỗ cỏ con nhổ chẳng thể bì so với chỗ cỏ mà mấy đứa trẻ ở ruộng bên cạnh nhổ. Đó là niềm vui khi đón em gái mỗi khi tan lớp mẫu giáo, dắt tay đi dón những con chuồn chuồn kim. Niềm vui cũng đến từ những người bạn học cùng lớp, cười ầm ầm với những trò ô ăn quan, nhảy lò cỏ, ngã sấp dúi mà vẫn đứng dậy cười và lao vào đối phương khi chơi một trò đánh trận giả. Niềm vui cũng đến từ những người thầy, người cô đáng kính, luôn lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười, đầy yêu thương với lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Niềm vui đến từ những chuyến đi rong ruổi khắp những miền đất ngoài nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có tiếng sáo diều vi vu mỗi buổi chiều hay tiếng gà gáy vang buổi sớm. Niềm vui ấy là khi cô bạn dễ mến mỉm cười làm quen. Cuộc sống này đã cho bạn rất nhiều niềm vui từ những người bạn dễ mến ấy. Rồi cuộc sống sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui khác, nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên được những niềm vui đã có. Vì thế, hãy luôn cất giữ niềm vui trong hộp quà cảm xúc và luôn nâng niu nó, trân trọng nó bạn nhé. Và rồi cuộc sống cũng mang đến cho chúng ta những nỗi buồn. Tôi đã định không cho nỗi buồn vào hộp quà của cảm xúc, nhưng thấy thật vô lý nếu cố tình đẩy nó ra xa. Bởi vì nỗi buồn nó thật sự có ý nghĩa đấy các bạn ạ. Bởi suốt bao năm qua nó không hề đến một cách vô ý. Nó đến để bạn biết trân trọng niềm vui, trân trọng những gì bạn đang có. Nó đến để dạy bạn cách cười thật nhiều và tìm thấy thật nhiều niềm vui. Nỗi buồn đến khi tôi vô tình và cả cố ý mở cửa. Xin lỗi bạn vì cũng giống như tất cả mọi người, tôi cũng đã gặp nỗi buồn, nhưng tôi không muốn đẩy nó đi, xóa lấp nó một cách tàn nhẫn. Tôi cũng vẫn gom nhặt nó để dành tặng bạn. Hãy cứ nhìn lại nó để biết rằng bao năm qua, cuộc sống đã trôi qua thế nào. Nỗi buồn, tôi không muốn tách nó ra thành cung bậc cảm xúc nhỏ lẻ khác. Tôi cũng không muốn gọi nó là đau đớn, tủi hờn hay nhấn mạnh nó thêm, mà tôi chỉ gọi nó đơn giản là nỗi buồn. Bạn biết không, nỗi buồn mà cuộc sống tặng bạn, nó giống như một tờ giấy. Bạn có thể gấp nó thành hình ngôi sao, cắt dán, thêm thắt thành bức tranh, hay vo viên nó, hay chỉ đơn giản là tờ giấy đơn thuần thì tùy ở bạn. Vì thế, nỗi buồn cũng có thể thành những đớn đau không thể nguôi ngoai, hay thành những ám ảnh không bao giờ hết là quyền ở bạn. Và tôi hy vọng bạn đừng bao giờ lạm dụng cái quyền ấy nhé. Và rồi cuộc sống cũng mang đến cho bạn rất nhiều yêu thương. Yêu thương không thể bắt ép, yêu thương không thể gọi tên. Và bạn à, yêu thương mà tôi dành cho bạn, tất cả những gì tôi muốn bạn hướng tới. Yêu thương từ trái tim, nó sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống gửi đến bạn. Với những yêu thương ấy, cuộc sống sẽ trôi qua nhẹ nhàng, dịu ngọt và rất bình yên. Là yêu thương của mẹ cha, của ông bà và những người xung quanh. Là yêu thương của những người tình cờ gặp được trong cuộc sống, gắn kết với nhau bằng những trái tim biết nói. Là yêu thương dành tặng đấng sinh thành cho cô em gái đáng yêu. Là trái tim rung động dành cho người ấy. Là những cái bắt tay xoa đầu các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Là những phút nắm chặt tay các cụ già trong viện dưỡng lão. Là kề cận, là sát cánh, là bên nhau của những người bạn ta gặp được trong cuộc đời. Yêu thương giúp con người sống thêm nhiều cuộc đời, và cuộc sống dành nó cho bạn cũng mong bạn rất trân trọng nó. Và bạn có biết không, cuộc sống còn mang lại cho chúng ta cả niềm hạnh phúc. Hạnh phúc thật ra rất giản đơn, đó là nụ cười của mẹ khi nhìn con với cái miệng xinh xắn bi bô tập nói. Đó là ánh mắt của cha ánh lên niềm hy vọng khi đưa người con thi đại học và dõi mắt trông chờ. Đó là tiếng cười của cô em gái nhỏ khi được chị dắt đi chơi trò chơi xích đu dưới cây bàn rợp lá xanh. Hạnh phúc không quá xa xôi, bạn hãy đi chậm lại và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Hạnh phúc đang ở gần lắm đây. Hạnh phúc mang dáng hình của mẹ cùng mình kéo xe hàng lên dốc để bạn có thêm bữa cơm no, có thêm manh áo ấm.
hạnh phúc mang dáng hình người cha, nhĩ nhại mồ hôi, nặn từng viên gạch, xây cho bạn ngôi nhà nhỏ xinh, có giàn hoa giấy màu hồng. Hạnh phúc mang dáng hình đôi bàn tay của mẹ, nắm chặt, đan xen. Đôi bàn tay mẹ cha dắt bạn đi từ buổi đầu chập chững. Đôi bàn tay bạn bè nắm lấy tay bạn trên con đường. Đôi bàn tay của người bạn yêu thương nắm bàn tay xếp trái tim hạnh phúc. Các bạn thân mến, hạnh phúc chẳng ở quá xa xôi, hạnh phúc ở rất gần khi bạn biết yêu cuộc sống này, từng giây từng phút. Vì thế, hãy luôn mỉm cười, bởi đó là cách giúp bạn nhìn thấy hạnh phúc ở quanh mình. Và còn nhiều lắm, cả những giận dỗi, cả những khúc mắc, cả những âu lo, cuộc sống cũng gom lại dành cho bạn. Mong bạn hiểu ý nghĩa của những cung bậc ấy trong hộp quà cảm xúc mà cuộc sống mang đến mỗi chúng ta. Và sẽ còn có thật nhiều những người bạn, những người anh em, những người tình cờ gặp bạn trên con đường bạn đi. Hãy mỉm cười chào đón họ đến với cuộc sống này của bạn. Hãy nhớ nhé, đừng so bì giữa được và mất trong cuộc đời. Và bởi chẳng ai phân biệt được đó là được hay mất. Vì thế, trong cuộc sống, đừng so bì và tính toán. Tôi mang tên cuộc sống và bạn đang trò chuyện với tôi. Tôi, cuộc sống muốn dành cho bạn tất cả những dư âm ngọt ngào, những ký ức tươi đẹp và ý nghĩa. Muốn dành cho cha mẹ bạn, những người yêu thương, chở che bạn vô điều kiện. Dành tặng cho bạn và những người vẫn luôn ở bên, những người bạn mới. Và hơn thế nữa, dành tặng cho bạn những hy vọng, những đam mê, những ước mơ, khao khát. Tôi cũng dành tặng bạn cả những bí mật, những sự ngạc nhiên, những thú vị của cả một tương lai bạn nhé. Và cuộc sống chào đón bạn đến với tôi, đến với cuộc sống, tràn đầy những món quà, dù đó là những ký ức buồn hay vui. Các bạn thân mến, các bạn vừa được trò chuyện cùng với những cung bậc của cuộc sống qua lá thư được gửi từ thính giả Ruby Vân Anh. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm nhận hết sức ý nghĩa của mình về cuộc sống đến với tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình Blog Radio. Và Chi Sinh cũng tin rằng qua những bài viết bạn lắng nghe qua chương trình của ngày hôm nay, bạn cũng sẽ nhận ra rằng cuộc sống luôn luôn là những món quà. Dù nó mang lại cho chúng ta những niềm vui, đôi khi là những nỗi buồn, nhưng vượt qua tất cả thì cuộc sống cũng luôn luôn mang lại cho chúng ta tình yêu thương cũng như hạnh phúc. Cuộc sống rất tươi đẹp ngay cả khi đau khổ nhất, bởi vì cuộc sống là điều kỳ diệu. Đôi khi chúng ta thường trách móc, cuộc sống không công bằng với mỗi chúng ta, cuộc sống mang lại cho chúng ta quá nhiều thử thách. Nhưng rồi sau tất cả thì cuộc sống vẫn là một món quà thật tuyệt vời mà mỗi người chúng ta có. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày để yêu thương. Và để kết thúc chương trình Blog Radio của tuần thứ 400 này, sẽ không phải một ca khúc, sẽ không phải là một bài hát, mà sẽ là một mẩu chuyện rất ngắn. Chương trình muốn gửi tặng các bạn, mẩu chuyện cũng đã được nhắc tới qua lá thư mở đầu chương trình. Mẩu chuyện có tên Cuộc sống là những va đập. Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình. Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi. Mưa bão, nước lũ quấn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi, chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ. Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện này? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay cảm thấy xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời dẫu đầy biến động? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và cả sự đớn đau? Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau cả, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến cho chúng ta những niềm hạnh phúc. Bởi vì có vượt qua được gian khổ, vượt qua được những cuộc thử thách, vượt qua được cả những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung của mình. Cuộc sống là vô vàn những điều biến động, vì vậy cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang lại những yêu thương xoa dịu và làm lành vết thương. Đó chính là sự va đập. Và trong cuộc sống này, sự va đập chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ. Các bạn thân mến,
Chương trình Blog Radio rất mong sẽ nhận được những lá thư, những bài viết, những sáng tác truyện ngắn của các bạn gửi đến chương trình để mỗi cuối tuần chúng ta sẽ lại được ngồi cùng nhau và lắng nghe những giai điệu của cuộc sống qua chính những bài viết, qua chính những tác phẩm truyện ngắn của những thính giả yêu mến chương trình. Hãy vặn to loa lên để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio mỗi cuối tuần tại blogradio.vn, chuyên mục Blog Radio bạn nhé. Blog Radio được thực hiện bởi Chit Sinh và phát triển bởi blogradio.vn. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.